Chào mừng các bạn đến với Khám Phá Đó Đây. Mời các bạn cùng ngắm quảng trường trung tâm của thành phố Phan Rang Tháp Chàm về đêm. Các bạn có thể thấy cái tòa nhà đó nó chuyển màu, hiện giờ màu đỏ, đang là màu đỏ rất là đẹp các bạn. Đây là khu vực trung tâm của quảng trường thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Quảng trường ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm mà. Thẳng ra biển hả? Thẳng ra biển. Thẳng thẳng luôn luôn không? Biết vòng không? Thì cứ đi đi. Trung tâm không ấy? Thẳng ra biển nó buồn. Biết rồi. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh Khám Phá Đó Đây giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có chuyến trải nghiệm vui vẻ, thú vị. Thẳng ra biển. Tự nhiên thành phố Phan Rang Tháp Chàm mà. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn. Để là mình đi đó, dạ.